xin kính chào quý khán giả thân mến. Quý vị đang lắng nghe quyển sách Vô Thường, tác giả bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, được phát trên kênh YouTube IQ Radio. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Một lần nọ tôi đi khám bệnh từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi tật nguyền ở Thủ Đức. Thật ra tôi không muốn đi vì đó là Chủ Nhật, ngày để nghỉ ngơi, ngày mà tôi có thể nằm dài trên sofa vừa uống bia vừa xem trận bóng ngoại hạng, thi thoảng gào lên tức tối, cứ y như là cả cuộc đời chỉ có mỗi chuyện đá bóng vào gôn là có ý nghĩa. Tôi khám qua quýt cho xong, lúc ra về tôi lướt qua những ma sơ chăm sóc trẻ. Họ chẳng có gì đặc biệt, không phấn son với những chiếc áo dòng màu xanh. Nhưng khi gần tới cổng, tôi thấy một ma sơ dáng người nhỏ thó, chiếc lưng còng xuống, vẻ như đang gánh một vật gì đó quá lớn trên vai. Cam chịu, cô chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải đã cụt. Khi bước qua, tôi cúi đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu của một bác sĩ. Nhưng lúc cúi xuống, vô tình tôi cảm nhận được một mùi hương thanh thoát tỏa lan nhẹ nhàng từ cánh tay đang kéo chiếc cổng sắt nặng nề. Tại sao ma sơ tật nguyền này lại có đôi tay thơm tho đến thế? Câu hỏi đó theo tôi suốt chặng đường về. Để rồi từng đêm tôi bị mùi hương đó ám ảnh. Tôi nói với đồng nghiệp, mọi người đều bật cười và trêu, mày nên đi khám tâm thần, bị ảo khứu, nguy hiểm lắm, ha ha. Sau những nụ cười vui vẻ ấy, tôi đâm hoang mang, không lẽ mình bị tâm thần? Không lẽ đôi tay xấu xí tật nguyền ấy lại có thể ám mình? Tôi có rất nhiều đôi tay để ám cơ mà. Những đôi tay hồng hào, mềm mát như gió của bạn tình, những đôi tay đầy ma lực từng ngón như rắn lên xuống, làm tôi kiệt sức bao lần. Quyết không để mình bị tâm thần lãng như vậy, tôi đi Thủ Đức một chuyến nữa. Vẫn người ma sơ có đôi tay gớm ghiếc ấy mở cổng, và vẫn mùi hương thanh khiết bay váng vất như hương hoa hồ điệp. Người ma sơ tên Thị Mây bối rối cúi xuống trả lời khi nghe tôi hỏi, dạ, tại sơ bị tai nạn giao thông. Chỉ vậy thôi, đúng chỉ vậy thôi. Tai nạn giao thông nghiền nát cánh tay phải của ma sơ. Như vậy đó. Ừ thì cũng như bao người cụt chân cụt tay khác bị tai nạn. Thế thôi, có gì mà vướng bận. Tôi quay về Sài Gòn, nhủ lòng mình rảnh và vớ vẩn quá. Lo công việc đi. Còn bao nhiêu thú để ăn chơi, còn bao nhiêu bàn tay đẹp để nắm, để sờ mò những khi bản năng thôi thúc, đúng không? Nhưng tất cả vẫn như cũ. Hết ngày rồi lại đêm, mùi hương cánh tay đó vẫn thoang thoảng quanh tôi, khi thì dịu dàng như mùi hoa chanh, khi thì nồng nàn như mùi hoa nguyệt quế. Tôi sợ đến nỗi tưởng mình đã điên. Sao kỳ lạ đến vậy? Một ma sơ có đôi tay cụt vì tai nạn thì có gì là bất thường? Tôi điện thoại cho thằng bạn thân, thạc sĩ chuyên khoa tâm thần, nó cười hú hú lên rồi phát. Mày bị con nhỏ viêm cánh bỏ bùa rồi. Mày có gu với mùi hôi đó. Cưới đi, để tối tối hít hít ngửi ngửi cho sướng. Tôi cũng ha 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 trong ngượng ngùng. Nhân dịp có chuyên gia tâm lý bên Mỹ qua dự hội nghị chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, tôi liên lạc xin một cuộc hẹn để tư vấn. Thật khó vì bà ta không có ý định là qua Việt Nam khám chữa bệnh. Người nước ngoài rất rõ ràng trong công việc. Sau khi hỏi hết mọi chuyện, bà Rose, chuyên gia tâm lý Mỹ, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi dừng ở khoảng giữa. Tôi hơi ngượng một chút với cái nhìn soi mói ấy. Lần cuối cậu quan hệ tình dục khi nào? Tôi quan hệ tình dục thì liên quan gì đến vụ ám ảnh cánh tay cụt? Tôi suy nghĩ như thế nhưng vẫn trả lời, cách đây 3 tháng. Tại sao lâu thế? Tôi nghĩ vấn đề của cậu là thiếu thốn trong việc quan hệ, hay không thỏa mãn trong vấn đề chăn gối nên mới như vậy. Trời, sao người nước ngoài hay liên kết mọi sự rắc rối trong cuộc sống vào trong tình dục thế kia?
hay họ xem việc đó cũng giống như ăn ngủ, cầu nguyện? Bó tay. Tôi hay dùng nhiều từ thông dụng như thế, chứ còn biết làm gì. Nhiều khi ngủ tôi mở bung hết cửa sổ, xịt nước hoa khắp phòng mà không thể đuổi được mùi hương đó. Tôi đành quấy quả trở xuống Thủ Đức. Vẫn người ma sơ có cái tên quê mùa thị mây ấy mở cổng, và vẫn lời đáp nhẹ như bất: sơ bị tai nạn giao thông. Nhưng ánh mắt ma sơ nhìn tôi rất khó hiểu. Lần này tôi không về vội, tôi đi lang thang trong khuôn viên ngôi nhà dòng dưới hàng cây bàng xanh thẫm lá. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, không gian thật thoáng đãng và thanh bình. Bầu trời rất trong và mây trắng trôi nhởn nhơ. Tôi giật mình tự hỏi, sao tháng ngày qua tôi cuống cuồng hết đi rồi chạy, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng để được gì? Tôi chưa bao giờ chịu dừng lại ngồi xuống bên một tách trà thơm để ngắm nhìn cuộc sống, hay đơn giản hơn để đọc một trang sách. Vô tình, tôi nhìn vào căn phòng đối diện, tiếng cười the thé của lũ trẻ tật nguyền vọng ra. Có một ma sơ già ngồi giữa chúng, bà ta vỗ tay nhẹ nhẹ vào nhau, hết nghiêng nhìn đứa này ríu rít cười, đến nghiêng nhìn đứa kia nheo mắt. Cả căn phòng như bừng sáng, thứ ánh sáng trong trẻo thánh thiện. Nụ cười móm mém không có son môi, không có phấn má, mà sao đẹp đến thế. Lũ trẻ bu quanh chạy tới chạy lui ríu rít, tiếng ú ớ vỡ ra thành hàng ngàn tiếng len keng reo lên trong gió. Tôi như chết lặng, sững sờ trước hình ảnh ấy. Đẹp quá, thật quá, lộng lẫy quá. Nắng chan hòa, gió cũng chan hòa. Không biết bao lâu tôi mới choàng tỉnh. Bối rối nhận ra có một linh mục già ngồi kế bên. Khuôn mặt ông ta toát lên một vẻ hiền từ bình an. Ánh mắt như chờ đợi tôi trút nỗi lòng. Tôi hỏi, sao cánh tay ma sơ mây bị cụt? Trầm ngâm một chút ông kể. Năm 16 tuổi, thay vì như những cô gái khác, ngây thơ vui đùa cùng bạn bè, mây cùng mẹ mây đến nhà dòng này xin khấn trọn đời. Lúc đó, mẹ bề trên nhìn mây ái ngại, vì mây là con một, gia đình lại giàu có. Mẹ ruột của mây rưng rưng nước mắt, nhưng trong giọt nước mắt ấy có một tình yêu, một niềm tự hào. Năm 18 tuổi, mây ra dáng một thiếu nữ mơn mởn, tóc dài đen nhánh, đôi tay xinh đẹp mềm mại, rất khéo nấu ăn, thêu thùa. Nhưng lúc nào mây cũng giấu mình trong chiếc áo dòng tu kín đáo. Có một đêm cô gõ cửa mẹ bề trên, xin cho được ra làng mồ côi, chăm nuôi mấy em nhỏ. Mẹ bề trên ưng thuận, thế là đôi tay đẹp kia hằng ngày mớm cơm đút cháo cho mấy em. Có khi các em sốt, mây thức trắng, đưa bàn tay mình đặt lên trán chúng, xem nhiệt độ thế nào, rồi nhúng khăn lau tới, lau lui. Bàn tay bút măng mũm mĩm không còn nữa, mà thay vào đó là bàn tay không ngần ngại hốt phân giải của các em đi đổ. Nhiều đêm, thấy đôi tay ấy chắp lại trước ngực cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì, không ai biết. Chỉ biết rằng đôi tay đó không còn như xưa. Hôm kia, có một bé chạy tung tăng trong sân, cổng để mở, bé băng ra đường, xe tải dìu dập trên xa lộ lớn. Em bé ấy quá nhỏ và lao ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay. Khi tất cả các sơ chạy ra thì tiếng em bé khóc lên thất thanh thật to. Bên cạnh em, mây nằm nhắm nghiền mắt, cánh tay phải bị bánh xe nghiền nát, máu chảy lênh láng. Khi tỉnh dậy cô kể, lúc đó con đang đứng trên dải phân cách chờ băng qua đường thì thấy nó lao ra giữa xa lộ. Con sợ quá, chạy ào đến, ôm nó, lăn vội vào. Tội nghiệp nó lắm, nó sợ quá, khóc thét lên. Nghe mây kể, mọi người chưa hết bàng hoàng. Sao cô kể chuyện hồn nhiên đến thế? Liều cả mạng mình mà không tiếc chỉ để cứu một đứa bé tật nguyền, rồi còn tội nghiệp vì nó sợ khóc thét lên. Có lẽ mây bị khùng mất rồi. Không khùng ai làm thế. Từ đó cô lại xin mẹ bề trên đứng gác cổng ra vào. Cô sợ các em tật nguyền kia không ý thức lại lao ra giữa dòng xe.
cô nói cuộc sống đáng quý lắm. Con xin lỗi mẹ, vì con cứ đòi hỏi mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ bề trên bật khóc. Con đâu có gì phải xin lỗi, con luôn đòi hỏi để phụng sự người khác. Thế là từ đó, Mây thành người gác cổng. Khi được hỏi tại sao cô bị cụt tay, cô đáp nhẹ như bất: bị tai nạn giao thông. Tôi không dám hỏi cô có tiếc vì mất cánh tay không, vì hỏi như vậy là thừa, ngay cả mạng mình cô còn không tiếc. Vị linh mục già kết thúc câu chuyện. Nắng chiều rải rác xuống thềm như một tràng hoa rực rỡ. Chỉ có hoa nắng mới kết vừa vương miệng cho những con người ở đây. Tất cả loài hoa thế gian, tất cả kim cương, ngọc bảo thế gian khi đính vào vương miệng chỉ làm cho nó trần tục hơn, vật chất hơn mà thôi. Bây giờ tôi mới biết vì sao đôi tay của Mây có hương thơm kỳ lạ. Và bây giờ tôi mới biết tại sao nụ cười và ánh mắt những người ở đây luôn ẩn chứa một trời long lanh nắng sớm. Bởi vì linh mục Nguyễn Tầm Thường đã viết: hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió, gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại. Tôi về thành phố, thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa. Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàn tay chứng tỏ mình, khuếch trương mình. Những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao, dịu ngọt, tỏa lan khắp bầu trời. Tôi bị ám ảnh vì trong tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm bàn tay đẹp, bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy tay của người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu, gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác. Có bàn tay cầm nắm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xòe ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật. Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi, có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng, rỗng tuyệt đối. Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình? Tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương, như ma sơ mây, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian. Có bao giờ Mây kể lể với Giê-xu về mình không? Chắc không, vì Mây không có thời gian cho mình, chỉ biết lo cho mọi người thôi. Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi, tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương. IQ Radio cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.